Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền thanh Truyền hình Thanh Chương. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 13. Sáng ngày 1 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Nghệ An gồm ông Nguyễn Minh Hồng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng các tiến bộ y học Việt Nam và bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri cụm Bích Hào. Cùng đi có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội báo cáo lại kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 13, trên cơ sở phát huy quyền dân chủ của mình, các cử tri trong vùng đã phát biểu nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đề nghị nhà nước quan tâm tới đời sống và sản xuất của người nông dân, công tác giám sát, thanh tra các công trình dịch vụ dân sinh kém hiệu quả như một số công trình giao thông nông thôn, đập chứa nước Triều Dương, việc bình bầu hộ nghèo, bảo hiểm y tế, vấn đề tiền lương còn nhiều bất cập. Ngoài ra, cử tri còn phản ánh đường nhánh nối quốc lộ 533 đi đường Hồ Chí Minh thi công chậm làm ảnh hưởng tới đời sống dân sinh, tình trạng tham nhũng chạy chức chạy quyền gây bức xúc trong nhân dân, việc giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ chống Pháp chưa kịp thời, nhà nước cần quan tâm giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, tăng cường công tác kiểm soát hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa tới các gia đình có công với cách mạng chưa được nhận chế độ của nhà nước, giải quyết chế độ chất độc da cam, thanh niên xung phong, người có công với cách mạng. Sau ý kiến của cử tri, các đại biểu Quốc hội tỉnh cũng như lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương đã tiếp thu giải trình những kiến nghị đề xuất của cử tri vùng Bích Hào quan tâm. Đồng thời, những ý kiến đề nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp, kiến nghị lên các cơ quan, đơn vị liên quan và trong các kỳ họp Quốc hội sắp tới. Sáng nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng triển khai công tác tổng kết công tác Đảng năm 2011, quán triệt nội dung thông báo 346 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá 4 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10. Tại đây, các đại biểu đã được nghe triển khai một số nội dung về công tác tổng kết Đảng năm 2011, đó là quy định chấm điểm đánh giá xếp loại đảng bộ, cơ quan đơn vị, đảng bộ thị trấn, đảng bộ quân sự huyện, công an huyện, tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp, đảng bộ xã năm 2011. Nghe bà Trần Thị Hà, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, quán triệt nội dung thông báo 346 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đánh giá 4 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, tổng kết công tác tôn giáo năm 2011, triển khai nhiệm vụ của năm 2012. Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận, cơ bản đồng tình cao với các nội dung trên. So với những năm trước thì năm nay huyện ta đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổng kết sớm và các nội dung chuyên mục trong các quy định chấm điểm đánh giá xếp loại cũng rõ ràng và gọn nhẹ. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Đạt, Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu, năm nay công tác phê bình đánh giá xếp loại phải tiến hành nghiêm túc, đúng thời gian, quy trình của Trung ương và tỉnh, đảm bảo chất lượng, thực chất. Các đảng ủy, chi ủy xã, thị trấn, cơ quan trực thuộc cần bố trí lịch sinh hoạt chi bộ, kiểm điểm phê bình hợp lý để tất cả các đảng viên và cán bộ tham gia. Đối với đảng ủy khối cơ quan đảng đoàn thể, chính quyền huyện, cần tổ chức sinh hoạt kiểm điểm sớm hơn lịch của huyện để các đồng chí thường vụ huyện ủy, ban chấp hành huyện ủy có điều kiện về tham gia sinh hoạt ở cơ sở. Ban thường vụ huyện ủy, các đồng chí thường vụ phụ trách vùng sớm có gợi ý kiểm điểm đối với một số đảng bộ, chi bộ xã, thị trấn, cơ quan trực thuộc. Các phòng ban ngành cấp huyện, ủy ban nhân dân huyện xếp loại cơ sở đúng theo năm loại. Công tác khen thưởng phải đảm bảo thực chất, khách quan, nhất là cán bộ chủ chốt. Tổ chức hội nghị tổng kết trong toàn đảng bộ gắn với biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân. Trong báo cáo tổng kết phải có một mục riêng, đó là kết quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy và đề án của Ủy ban nhân dân huyện về các chương trình trọng điểm của nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 29, các địa phương cần căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch thực hiện cho đơn vị mình. Tổ chức sớm kỳ họp Hội đồng Nhân dân cuối năm và tổng kết phong trào quần chúng, tập trung chuẩn bị mọi điều kiện cho sản xuất vụ xuân, trong đó chú trọng định hướng cơ cấu giống cây trồng để đăng ký với trạm giống và trạm vật tư nông nghiệp, chỉ đạo thực hiện tốt việc phủ ni lông cho mạ,
không cơ cấu giống ngoài luồng, giống cũ, giống trôi nổi ngoài thị trường và nhiều loại giống khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 12, Hội Người cao tuổi huyện đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2011-2016. Tới dự có đồng chí Trần Công Ích, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh. Đồng chí Đặng Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân và đại diện các ban ngành cấp huyện cùng tới dự. Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện được thành lập năm 2000. Hơn 10 năm qua khắc phục khó khăn hạn chế, Ban đại diện Hội Người cao tuổi đã nỗ lực vươn lên, chỉ đạo các cấp hội bám sát chương trình hành động, thực hiện 3 nội dung trọng tâm: xây dựng hội vững mạnh về tổ chức và cán bộ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 3 nội dung lớn này ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả rõ nét. Các điển hình về tổ chức, cá nhân hoạt động công tác hội ngày càng phát triển đã tạo ra phong trào đồng đều giữa các vùng, các xã và chi hội. Hiện 40 trên 40 đơn vị cơ sở đã thành lập được chi hội với 28.790 hội viên. Tỷ lệ tập hợp hội viên năm 2011 là 98,2%. Đến nay, 8.345 cụ từ 80 tuổi trở lên đã được Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện phối hợp với Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện lập hồ sơ để hưởng bảo trợ xã hội. Trong những năm qua, mỗi năm đã có 23.500 cụ được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 96.986 lượt cụ được khám chữa bệnh miễn phí. Các hoạt động chăm sóc ủng hộ người cao tuổi phát huy hiệu quả, đã tham mưu với cấp ủy chính quyền vận động được 723 triệu đồng để mua 1.968 bộ quần áo cho người cao tuổi nghèo có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mới 205 nhà đại đoàn kết tặng người cao tuổi nghèo. Vai trò người cao tuổi ngày càng được phát huy tích cực. Tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước đã có 1.521 cụ được suy tôn điển hình tiên tiến. Về dự và phát biểu tại đại hội, đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, lãnh đạo huyện mong muốn Hội Người cao tuổi huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, truyền thống người cao tuổi, ra sức thi đua góp phần cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu của địa phương. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trao tặng Hội Người cao tuổi huyện bức trướng của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện mang dòng chữ: Hội Người cao tuổi thanh chương phát huy truyền thống xây dựng quê hương giàu đẹp. Kết thúc đại hội, trên tinh thần dân chủ công khai, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, là huyện có đối tượng khuyết tật lớn so với cả tỉnh. Nhằm giúp đỡ những đối tượng này, trong những năm qua, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chính sách hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân ngày quốc tế người tàn tật mùng 3 tháng 12, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự về vấn đề này. Đây là gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở xóm Liên Yên, xã Thanh Liên. Hai vợ chồng đều mạnh khỏe, cần cù trong lao động sản xuất, nhưng vẫn làm không đủ ăn. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi một trong ba người con của chị bị tàn tật, không có khả năng tự phục vụ được cho cá nhân mình. Tất cả phải phụ thuộc vào người thân trong gia đình. Như gia đình cũng rất hoàn cảnh khó khăn, cháu thì bị tàn tật, thì hàng năm hàng tháng thì cũng nhờ cấp các ngành quan tâm một ít đó, thì gia đình cũng đỡ vất vả. Thanh Liên là xã thuần nông, đời sống đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong ít địa phương có nhiều đối tượng khuyết tật. Hiện nay toàn xã có 140 đối tượng, trong đó riêng đối tượng khuyết tật không có khả năng tự phục vụ bản thân có gần 50% đối tượng và chủ yếu là sống dựa vào gia đình, chưa được hưởng trợ cấp xã hội. Trong những năm qua, ngoài sự quan tâm của các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm, thì địa phương cũng đã có nhiều chính sách giúp đỡ các đối tượng này về vật chất. Đối với gia đình khuyết tật thì chúng tôi luôn luôn có quan tâm. Cái thứ nhất là đặt vấn đề về cấp ủy cán bộ xóm, là thông qua các cái bình xét rồi bình chọn thì có quan tâm đặc biệt các cái cơ chế chính sách, vừa là mang cái tính trực tiếp vừa đồng viên, ví dụ giảm ngay công lao động cho họ trong những cái lúc mà lao động xã hội. Với cái thứ hai là những cái trường hợp đặc biệt khó khăn, có hoàn cảnh thì xóm mới bảo lên thì chúng tôi trực tiếp đi thăm nom các cháu và gia đình. Thì nói chung là được nhân dân những năm tháng gần đây rất là đồng tình ủng hộ cao về cái vấn đề chính sách an sinh xã hội.
Hiện trên toàn huyện có 2.624 đối tượng tàn tật, trong đó có 1.381 người không có khả năng lao động và 1.685 người tàn tật đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Để giúp đỡ các đối tượng này trong những năm qua, huyện luôn có nhiều chủ trương hỗ trợ gia đình cũng như các đối tượng trong cuộc sống về vật chất cũng như tinh thần. Phối hợp khám phân loại trẻ em và người khuyết tật cho 700 lượt người, phẫu thuật sứt môi hở vòm miệng cho 45 ca, phẫu thuật vận động 33 ca, phục hồi chức năng 35 ca, phẫu thuật mắt 21 ca, phẫu thuật tim cho 15 em, cấp 163 xe lăn cho trẻ em khuyết tật. Hàng năm, nhân dịp lễ Tết, huyện đã thăm hỏi tặng quà cho 1.322 lượt người khuyết tật. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục có nhiều chủ trương biện pháp quan tâm đến người khuyết tật nhiều hơn nữa nhằm xoa dịu đi một phần nỗi đau vất vả trong cuộc sống. Để chuẩn bị vào dịp Tết thì được mua được các khảo sát đã có chính sách cụ thể và nó có địa chỉ rồi. Thì thông qua có địa chỉ rồi thì mình kêu gọi các cái doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và kêu gọi các cái tổ chức chính trị xã hội ở trên địa bàn huyện và ngoài huyện là trích cái phần kinh phí cái ngay lướng để hỗ trợ. Từ chỗ đó mình tổng hợp và thành lập các đoàn để tăng thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng tàn tật nặng. Con người sinh ra ai cũng muốn lành lặn khỏe mạnh, vì vậy tàn tật là một trong những nỗi đau. Tuy đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, nhưng đối với những đối tượng khuyết tật thì họ và gia đình còn cần rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ về cả vật chất cũng như tinh thần. Mong rằng thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trên và ngoài huyện quan tâm đến hoạt động nhân đạo từ thiện này. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần giới thiệu bản tin thanh chương số 108 ra tháng 12 năm 2011. Bản tin thanh chương số 108 tháng 12 năm 2011 có một số nội dung tiêu biểu đáng chú ý như sau. Ở trang nhất đã nêu nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 29 về phát triển nguồn thu ngân sách giai đoạn 2011-2015, kết luận của Ban thường vụ huyện ủy về dự án trồng cao su trên địa bàn huyện, phát huy truyền thống 50 năm đoàn kết sáng tạo thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng trường trung học phổ thông Thanh Chương 1 sớm trở thành đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Ở trang 2, có nêu một số nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy tháng 12 năm 2011, chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa 18. Ở trang 3, giới thiệu đề án phát triển nguồn thu ngân sách giai đoạn 2011-2015. Ở trang 5, có mục thông tin mới về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương theo nghị quyết số 96 của Chính phủ. Ngoài ra, ở trang kinh tế có các bài, một số bài học kinh nghiệm trong sản xuất vụ lúa xuân của tác giả Doãn Trí Tuệ, làm giàu trên quê hương mới của tác giả Xuân Đình, nông thôn mới trên đất hoa anh đào của tác giả Võ Văn Mì. Vấn đề đáng quan tâm trong số này là những lưu ý trong việc bình xét đánh giá tổng kết cuối năm của tác giả Minh Tâm. Trang An ninh quốc phòng có bài Cam kết đảm bảo an ninh trường học của tác giả Đức Vũ. Trang thơ với nhiều bài thơ mới của tác giả Dương Đình Hường, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Trí Kiếm. Trang văn hóa xã hội có các bài tổng kết quyết định 105 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chế độ chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh của tác giả Nguyễn Văn Lương, vai trò phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn của tác giả Thanh Duẩn, phụ nữ Thanh Hưng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tác giả Trần Thị Kiều Miên. Cuối bản tin là một số thông tin ngắn trong huyện. Ngoài chất lượng cao, bản tin thanh chương tháng này được in ấn rất đẹp, là một ấn phẩm đang được nhiều người đón đợi. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.